nhà này mài chứ nó bị cùng hết miếng rồi. Nó tập nó dục có mà. Nó ngồi nó đứng nó chán nó tự tập dục. Rồi đi 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 qua hồ cá cổ. Đó kìa con nó lú cái đầu ra kìa. Hay hú không? Hình như con hươu cổ nó bị nhốt. Nó bị nhốt. Qua coi Hà Mã nha. Qua Hà Mã ha. Đây nè. Thôi quá. Ô, nguyên một cái gốc cây nè. Gốc cây hồi xưa là bây giờ ta lật ngược nó lên nè. Cây cổ thụ của thôn công viên mà hồi trước á. Ba, mình đi cái cầu đi ba. Đây nè, đây nè. Mà lâu rồi. Ổn quá ha. Đó, thôi cái gỗ này hết chưa? Mệt lắm quá à. Ồ, cái cây này người ta lật ngược nó lại, người ta lật ngang nó đó. Ba lại đi cái cầu đó. Con đi coi đi. Bao nhiêu đây không sợ. Thì ra ta cắt. Ta cắt rồi ta mài đánh đóng nha, cho nó phẳng. Bóng. Bên đây nè. Nóng quá bây giờ nó trốn rồi. Ngâm nước rồi. Nó vùi mình với nước rồi, nó ngâm mình với nước rồi. Đó thấy không? Kìa anh hai thấy không? Đó cái lưng đó đó. Nắng nóng quá mà nó ngâm mình nước rồi. Nó đâu có lên đâu. Thở hì hì kìa. Đó, lú cái đầu lên kìa, lú mắt, lú cái mũi lên thở kìa. Đó. Nè. Nó ngâm nắng nóng quá mà chịu gì nổi. Ngoài trời 40 độ, 41 độ luôn á. Thôi ba, bây giờ mình đi tìm thu giữ đi ba. Thu giữ ha, thu giữ bên đây nè. Thu giữ rồi có cọp. Mấy con cọp. Hà Mã lùn, thấy không? Thấy không? À đây nè. Kìa, ảnh kìa. Đó. Kìa. Anh nhóc xíu à. Anh lùn chứ anh nhỏ, anh lùn. Tại cái loại này nó lùn. Đó, lú đầu lên thở ra thấy không? Kìa kìa, lú qua lông mũi lên kìa.